truyện tranh Trang Quấn truyện ngắn màu chọn lọc tập 119 Cộp ăn đuôi bò nhặt được báu vật. Quấn ơi, tao đi săn bắt được một con cộp trắng đẹp lắm. Xin lỗi, con không dám tin đâu. Chú chỉ nghe cộp gầm là đã chạy tuốt ở đó mà bắt cộp. Cộp con không phải cộp mẹ. Cộp con à, thế thì con tin, nó đâu? Tao đang nhốt trong chuồng gà nhà tao. Trời, cộp mà đem nhốt trong chuồng gà. Nhà tao đâu có chuồng gì khác. Chú bán nó đi, nhiều tiền lắm đó. Không, tao sẽ đem biếu chú thượng. Tao biết chú thượng ước có một con cộp trắng để nuôi lắm. Chú thượng đi thăm dần chúng ở Khánh Hòa rồi, cả tháng nữa mới về. Thì tao nuôi nó, đợi chú thượng về. Quỳnh ơi, con cộp đó chẳng chịu ăn gì cả, tao sợ nó chết quá. Cộp chỉ ăn thịt thôi, ai bảo chú cho nó ăn cá. Tao thừa biết điều đó, tao mua đủ thứ thịt, nhưng nó chả ăn thứ nào. Để con tới xem. Thịt heo, thịt bò, thịt trâu, thịt ngựa, thịt chó, đủ cả rồi. Không lẽ nó ăn chay? Mày muốn ăn thứ gì? Nói. Tao mà biết nói, tao sẽ nói muốn ăn thịt mày. Mặt thấy ghét. Gừ. Nó chỉ còn bò, nó đòi ăn thịt bò. Thịt bò đây này, ông. Gừ. À ha, hiểu rồi, nó đòi ăn đuôi bò. Trời, mới biết đi đã biết nhậu, chả là thần đồng. Chú mua đuôi bò cho nó ăn đi. Mam, mam. Mày có phải là dân nhậu không? Nếu thích nhậu thì tao mua rượu cho. Gừ, uống rượu dễ mất tư cách, không uống. Nó không uống rượu mà thích ăn đuôi bò. Đùi bò đâu có rẻ đâu. Thôi chú ráng nuôi nó đi. Biết đâu sau khi biếu chúa thượng, chú sẽ được làm phò mã. Xuyệt, thím mày mà nghe câu này, bả làm thịt con cộp liền tức thì. Chú thượng về rồi, chú mang con cộp vào biếu đi. Mày đi với tao, thấy mặt chú thượng tao sẽ bị cà lăm, nói không được đâu. Cảm ơn Lý trưởng Lù đã có lòng nghĩ đến ta. Rất tiếc ta không còn đứa con gái nào độc thân. Ta ban thưởng tiền cho Lý trưởng Lưu. Dạ không cần đâu ạ. Ông Lý Lưu làm việc này là vì lòng trung, không cần tiền đâu ạ. Ai nhờ mày bàn ra để chú thượng không thưởng tiền cho tao? Chú chớ ai, chú nói không cần chú thượng ban thưởng mà. Mày phải về làm chứng, nếu không thím mày sẽ nói tao biến thủ công quỷ giấu tiền của chúa ban. Màn họa rồi Quýnh ơi, không biết chuyện gì mà chú thượng đòi tao vào triều gấp. Đi với tao đi. Sứ thần nhà Thành đưa cho ta một bức thư. Ý trong thư là nếu ta có cộp trắng thì mang qua bên ấy đổi lấy súng thần công. Một con cộp trắng đổi 20 khẩu thần công. Phiền ông Lý Lù mang con cộp trắng qua bên tàu đổi lấy súng cho ta. Ờ, còn đâu phải là quan mà đi sứ. Ta phong cho ông Lý quan chức. Quan gì nhỉ? Dạ, quan nuôi cọp ạ. Đúng, phong cho Lý trưởng Lù chức quan nuôi cọp. Hãy thi hành lệnh của ta. Đúng là kiếm chuyện khó mà làm. Tự dưng mang con cọp cho ổng, giữ ổng bắt mình đi sứ. Tại chú biết cách nuôi con cọp đó nên chú phải đi. Mình phải đặt cho nó một cái tên để khi nói chuyện với vua tàu mới hết. Đặt tên cho nó là Bạch Hổ, Thần Hổ, Thiên Hổ. Tên nào hay vậy mày? Tên nào cũng soạn cả. Thời buổi này người ta thích có tên tay như Robert Thành, Philip Hải. Mình sẽ đặt nó một cái tên tay. Theo tiếng Tây, cộp là Tiger, ăn là Mangi, đuôi bò là không biết. Tên của nó sẽ là Tiger Mangie Đo Bùi, nghĩa là cộp ăn đuôi bò. Đo Bùi, tiếng Tây là đuôi bò hả? Có phải đâu, con không biết đuôi bò tiếng Tây là gì,
nên độc lái thành đo bùi. Hứ, tay ăn bấm rút. Tới đất liền. Nó bị sao vậy? Say sóng, cả đời ở trong rừng, đi thuyền bị say sóng là phải. Chuốc cổng nó đi. Tao là quan, mày là lính, mày cổng. Bắn tù tì, ai thua phải cổng. Mày thua, cổng đi em. Con mệt lắm, con về, chú nói chuyện với vua tậu một mình đi. Thôi, để tao cổng. Không biết tao chịu sự hạ hiếp, áp bức của mày tới khi nào đây? Muốn khởi nghĩa, ta phải có súng thần công mới đánh lại quân triều đình. Có súng rồi. Vậy hả? Cho người đi bắt con cọp trắng ấy, đem về triều đổi súng. Phòng trọ. Cho mướn một phòng hai giường. Gì vậy? Nó đòi mướn ba giường, cọp quý tộc không chịu ngủ dưới đất. Mời quý khách ăn cơm. Đúng là cơm tàu, ngon quá chừng. Bữa nay tao buồn ngủ quá. Rò. Trời, nó ngủ từ đời nào rồi? Rò. Ủa, sao mình ở đây? Tao nhớ là mình mướn. Bị gài bẫy rồi, họ gài bẫy bắt con cọp rồi. Trở lại phòng trọ đó đi. Hả? Vỡ nợ, giải thể quán trọ năm sau. Nói sao với chú thượng đây? Con sẽ nói chú bán con cọp, lấy tiền cứ vợ bé bên tàu. Chúa thượng chém tàu trước, vợ tàu chém tàu sau. Còn có cách tìm nó. Mấy người không biết con cọp trắng ăn thứ gì đâu mà bắt. Nó sẽ chết đói mất. Hu hu. Nó chỉ ăn đùi bò thôi. Mấy người làm gì có đùi bò cho nó ăn. Hu hu. Hoàng ơi, nó chẳng ăn gì cả. Chắc nó đòi ăn thịt mày. Cho nó ăn đi. Tao bị ghẻ ruồi, ăn ngỗng đi. Bẩm, con biết nó đòi ăn gì rồi. Còn nghe tình đến nước Nam nói. Tốt, thu mua đùi bò cho nó ăn. Lò mổ bò đây, thế nào họ cũng tới mua đùi bò. Có bao nhiêu đùi bò, bán hết cho tôi. Đi theo ổng sẽ biết con cọp của mình ở đâu. Nó ở trong dinh quan phủ. Quan phủ bắt nó, vào đòi đi. Ông biết con cọp mà để mình sống là may lắm rồi. Giờ chú vào đòi thì vĩnh biệt thím lu. Thôi mày, bá đẹp như tiên, tao không vĩnh biệt bá đâu. Rồi, chàng nhớ nàng rồi. Mình xét kiện lên vua tàu. Ai làm chứng? Trời ơi, con đã nghĩ điều đó trước chú, để con lo. Ngày mốt là ngày hạp của ta. Ta sẽ đưa con cọp lên cho hoàng thượng. Bẩm, nếu hoàng thượng hỏi quan cần súng để làm gì thì quan nói sao? Không lẽ quan nói quan chuẩn bị nổi loạn? Ông khờ quá, suốt đời làm quan huyện không ngồi lên tí nào. Quan huyện thì ngồi lên quan phủ, mà chức quan phủ thì ông thủ rồi, ngồi chỗ nào nữa? Tôi biết hoàng thượng gửi thư cho các nước lân cận, nói với họ có cọp trắng thì đem đổi lấy súng thần công. Tôi sẽ nhờ người nước ngoài đem cột vào triều, chứ tôi đâu có dạy mà thòi mặt ra. Thông minh thế mà làm hoàng phủ là dở ẹt, phải ngồi lên chứ. Thì đang ngồi lên đây, ta sắp làm vua đấy. Tàu giống lính tàu hơn mày. Lính tàu mà không biết nói tiếng tàu. Mày chỉ tàu vài câu chào hỏi xã giao đi. Gặp ai chú hãy nói khuyển thủ dạ, có nghĩa là rất vui được gặp ông bà. Khuyển thủ dạ, khuyển thủ dạ, tiếng tàu dễ ẹt. Cô ta nói gì vậy? Cô ta khen chú đẹp dai. Hề hề, khuyển thủ dạ. Chá. Tao nói gì sai ạ? Chú không sai, con sai. Con bày nhầm câu rồi. Câu đó nghĩa là gì? Khuyển thủ dạ hình như là chó giữ nhà ban đêm. Người ta chào ta, ta nói người ta là chó giữ nhà ban đêm, họ đến tàu là phải. Quỳnh ơi là Quỳnh, mày là đồ bán trời không mời thiên lôi. Thôi không đùa nữa, tiếp tục công việc.
đi mua một con chó loại có cái đầu to. Con sẽ hồi biến cho nó thành con cọp. Hè, giống con cọp trắng chưa? Công nhận mày có hoa tay thật đấy. 11 cái lận. Hứt, chỉ có 10 ngón mà đòi có 11 cái hoa tay. Bấy nị đem con cọp trắng đi đâu vậy? Mới bắt được nó định đem vào bán lại cho triều đình đây. Mời quý khách sực xí quách. Cho mày đấy, ăn đi. Bam bam. Nó buồn ngủ. Vậy là cơm có thuốc mè. Đi khỏi đây mau. Giả vờ ngủ say đi. Rò. Có người tới, chuẩn bị. Hê hê, trong 2 ngày mà có 2 con cọp trắng. Chiếc cái nị voi. Tha cho ngộ đi, ngộ có đồng vợ nhiều con. Tha cho ngộ đi. Khai thật đi, ai sai nị bắt con chó của ngộ. Không khai, ngộ thọc cái rốn à. Chó chứ không phải cọp hả? Hoàng phủ sai ngộ, ngộ phải thi hành thôi. Tha cho ngộ đi. Có phải hoàng phủ bắt một con cọp trắng đang nhốt trong phủ không? Nói. Ói ói, để ngộ nói. Đúng vậy, hoàng phủ đang giữ một con cọp trắng. Bịt miệng, trùm đầu ổng lại. Các người bắt ai vậy? Một tên thích khách, hắn có âm mưu ám sát hoàng thượng. Xin đại quan cấp cho chúng tôi một chiếc xe để đưa tên này về triều xử tội. Xe đây. Cảm ơn đại quan. Khỏe ru. Quan nuôi cọp của nước Nam nói là đem cho ta một con cọp trắng, nhưng quan phủ Dương Hải đánh cắp à? Tâu bè hạ đúng vậy ạ. À. Bình tĩnh đi, sao chú ruồng dữ vậy? Thấy ông vua Tàu giống ông thiên lôi, tao sợ quá. Ta không tin quan phủ Dương Hải làm như thế. Tâu bè hạ, chúng tôi có nhận chứng, hắn là thủ phạm bắt con cọp, hắn là lính của quan phủ. Dẫn hắn vào. Dạ dạ, xin bệ hạ tha mạng, còn làm theo lệnh của quan phủ. Càng cường ghê, chưa đánh đã khai tuốt. Đi bắt con cọp, gọi quan phủ Duyên Hải về đây cho ta. Con cọp của ta, trả lại cho ta. Quan nuôi cọp nước Nam nói rằng con cọp này là của ông ta. Tâu bệ hạ của thần đấy ạ, ổng nhận ẩu đấy. Quan nói nó là của quan. Vậy quan biết tên của nó không? Chết thật. Cọp của ta, sao ta lại không biết tên? Quan gọi nó lại đây đi. Bạch thần hổ lại đây. Không phải tên của tôi. Không phải tên của nó không lại. Quan xem đây. Tigre mang ghê đo bùi, lại đây. Thấy chưa, tên này do tôi đặt cho nó đấy. Cọp mà có tên tay ạ. Tigre mang ghê đo bùi. Hay, tên hay quá. Ta cho thêm 10 khẩu thần công nữa đấy. Vậy là mình được 30 khẩu súng. Người quân tử chớ mừng ra mặt. Hoàng phủ Dương Hải to gan, dám bắt cóc cọp của ta. Tâu bệ hạ, thằng này tự ý bắt con cọp đó đem về bán cho thần chứ thần không biết. Ông sai tôi đi bắt con cọp để đổi súng, giờ ông chối hả? Hả? Ông định lấy súng để làm gì? Tàu để tăng cường phòng thủ vùng Duyên Hải ạ. À? Sao? Ông có âm mưu nổi loạn đấy, tàu bè hả? Lời của tên này có lý hơn. Đưa quan phủ qua bộ hình điều tra. Thêm cho quan nuôi cọp nước Nam 10 khẩu súng nữa vì đã giúp ta phát hiện một âm mưu nổi loạn. 40 khẩu đã thiệt. Ta cho tới 40 khẩu súng, sao người buồn thiêu vậy? Người quân tử chớ mừng ra mặt, vả lại tôi đang lo. Thuyền của tôi không chở nổi 40 khẩu súng. Ta cho thuyền chở về. Hè, quân tử phải mừng ra mặt. Or voir tigre ra văn ghe đo bùi nhé. Hoàng nước Nam giỏi tiếng Tây ghê. Sử miệng nói rằng
sau chuyện ấy chú Lưu được thăng lên chức đại quan nuôi cọp, sinh tứ thập thần công. Quan lớn nuôi cọp đẻ ra 40 khẩu thần công, một chức quan vô cùng to lớn và vô cùng lạ lùng. Thế nhưng Thím Lưu không cho chú Lưu lãnh chức quan ấy vì sợ chú Lưu lại đi xứ nữa, đàn ông mà đi xa sẽ sinh sự lôi thôi. Bởi thế nên chú Lưu đành phải ở nhà làm lý trưởng tới già. Thằng khỉ, cha dẫn con đi đâu vậy? Nhà mình nghèo, con khổ quá nên cha gửi con ở nhà ông Phú Hộ Thơm để con sống sướng hơn. Không có bà con họ hàng gì với mình đâu mà nuôi con. Ông ấy là người nhân đức, thấy ai khổ thì nuôi à. Mà sao con cảm thấy ớn ớn? Có gì đâu mà sợ. Làm giấy nợ đi, tao đưa cho mày 20 đồng. Con có nợ gì đâu, con bán con biết cho ông mà. Mày dốt như việc ấy, luật nào cho bán con, luật nào cho mua con. Mua bán trẻ con là ở tù một gồng đấy. Tao giữ con mày, mày nợ tao 20 đồng. Hễ mày đòi con lại thì tao đòi tiền lại, có kèm theo tiền lãi, hiểu chưa? Dạ con hiểu rồi. Tiền nè, về đi. Con nhỏ kia, ra rửa chuồng heo, mau. Bữa nay tao có nhiều vốn, tao sẽ lột sạch túi của chúng mày. Nó có nhiều tiền lắm, gọi thằng Tám Tráo Bài lại, lột nó đi. Nghĩ tao hết tiền rồi. Hết tiền, mất con, sao số mình đen thế? Chả dám về nhà, ra chợ ngủ vậy. Ông trời ơi, sao ông bắt con khổ thế này? Con chán đi mò cua bắt ốc lắm rồi, ông cho con giàu đi. Ói, hừ, xin ổng cho mình giàu, ổng cho cua kẹp mình. Con hiền lành mà ông bắt con nghèo, con sẽ ở ác cho ông mang tội chơi. Trời không thương tao, tao không thương mày, cốt. Còn mày, tao sẽ ném mày xuống biển cho mày chết đuối chơi. Dốt như vịt, tao là dân ở dưới nước mà. Vút, cộp. Cái gì vậy? Mình ném trúng cái gì vậy? Một cái hũ bằng thủy tinh. Ờ, cái gì ở trong hũ vậy? Rốt. Chả hiểu là cái gì, hỏi thằng Quỳnh. Cái này là đồng hồ quả quyết. Quả quyết gì mà cứng ngắc, ăn sao được? Dố như vịt. Quả quyết có nghĩa là tròn và nhỏ bằng trái quyết. Nó dùng để làm gì vậy? Để xem giờ. Mình xem giờ bằng mặt trời. Người Tây phương làm ra cái này để tính giờ chính xác hơn. Đi đâu cũng mang theo được, ban đêm cũng xem giờ được. Những chữ này là chữ gì vậy? Những chữ này có nghĩa là trời đánh đứa nào đọc được những dòng chữ này. Bởi thế tao không dám đọc. Đi hỏi cha cố đi. Những dòng chữ này là chữ Latin, có nghĩa là quà của vua Tây Ban Nha gửi tặng hoàng đế Trung Quốc. Có lẽ thuyền đi xứ bị chìm, người ta cố bảo vệ cái đồng hồ nên bỏ nó vào hũ. Xì, vua mà tặng cái đồng hồ bé tí, kêu. Tuy nhỏ nhưng giá trị của nó lớn lắm đấy con à. Toàn bộ cái đồng hồ này làm bằng vàng ròng đấy. Nó còn có giá trị về nghệ thuật nữa. Vậy là con giàu rồi, ông trời cho con giàu rồi. Con bảo nó phải cẩn thận, kẻo kẻ gian biết thì nguy đấy. Khà khà, ta là người giàu đây, không ai được khi dễ ta. Cốt. Sao mày đánh tao, thấy tao giàu rồi ganh tị hả? Dốt như vịt, tháo cái đồng hồ ra ngay. Sao thế, tháo ra, ai biết tao giàu? Đám trộm cướp mà thấy, họ sẽ bắt cóc mày đem chuồn sống để lấy cái đồng hồ ngay. Tháo ra. Mừng quá nên tao quên vụ đó. Để tao tháo, đừng có mắng tao. Biết bao nhiêu người chết vì khoe của, mày không biết hả? Tao tháo rồi, đừng mắng tao nữa. Dẫn tao đi bán nó đi. Ở đây không ai mua thứ đó. Mình phải vào phố cổ Hội An. Ở đó có nhiều khách nước ngoài mới bán được. Sao người mình không dùng thứ này? Dùng thì cũng thích, nhưng khi nó hỏng, ai sửa? Ủa, đồ của người Tây mà cũng hỏng à? Mày thần tượng người Tây quá,
tay cũng trúng gió, đau bụng như mình. Đồ của họ cũng phải hư như đồ của mình thôi. Đi vào FIFO mất bao lâu vậy? Khoảng 3 ngày, để tao về lấy cơm mang theo. Đi bộ 3 ngày hả? Chắc từ nhỏ tới giờ mày đi kiều hả? Mới có tí, của đã làm phách. Tao đi đây đừng mắng tao nữa. Tội nghiệp, nó sợ mình mắng nó. Đau bụng quá, đợi tao một chút. Ui, chuyện gì vậy? Tao đứng ở cuối gió chịu không nổi, tao phải lên đầu gió để lánh nạn. Đi đâu vậy nhỏ? Con vào FIFO ạ. Để làm gì? Con bán cái đồng hồ vàng ạ. Chú thấy con còn nhỏ mà giàu chưa? Đưa đây, không đưa tao đâm lội phèo. Quýnh ơi, dốt như vịt, khờ như cây, có của mà khoe. Ăn cướp, ai rảnh bắt giùm con. Chát. Ông lấy cái đồng hồ của con. Đồng hồ này của mày? Dạ của con ạ. Tha cho mày đấy, đi đi. Con nít mà có cái này, chúng mày ăn trộm phải không? Không ạ, con nhặt được. Nếu chúng mày là người lớn thì tao bắt, nhưng chúng mày còn nhỏ nên tao tha. Đi đi. Ông lấy cái đồng hồ, đòi tới cùng. Ông cai, quan gọi ông về gấp kìa. Tao đâu phải người đẹp của ông đâu, mà hé tao vắng mặt một chút là gọi liền. Ủa, hai thằng ăn trộm tới đây xin ở tù hả? Cái đồng hồ đâu? Thứ này khó bán lắm, đừng có nói với tao là mày bán rồi đấy. Vậy còn nói đánh rồi mất có được không ạ? Lôi lão cai ra, đánh 100 heo. Á, à, đây đây ạ, còn chưa kịp giao cho quan chứ đâu có ý lấy ạ. Nghe đây, một là mày biến về quê ngay tức thì, hai là tao bắt mày về tội trộm tàng chứng, giải thoát thủ phạm, giải về triều sứ, chọn điều nào? Biến, còn biến ngay đây. Người to, ổng thủ tiêu ông cai, chắc chắn là ổng tóm cái đồng hồ. Hai đứa về đi, chúng mày còn nhỏ nên ta tha cho tội ăn trộm đấy. Còn đâu có ăn. Lính, heo, véo. Thoát trộm đêm, gặp trộm ngày, hừ. Trộm ngày là sao? Người ta nói trộm đêm là cướp, trộm ngày là quan. Tại tao, đừng mắng tao. Tại tao khoe cái đồng hồ nên mới mất. Mắng mày mãi mỏi miệng mà mày chẳng khôn hơn tí nào. Để tao lấy cái đồng hồ lại. Chắc mày kêu lính đánh quá. Đi, để tao suy nghĩ. Dốt mà ưa nói, không muốn mắng cũng phải mắng. Đàn bà dễ nhát mà hơn đàn ông, phải đưa cái đồng hồ qua tay bà quan. Sao mày biết ông quan giữ không đưa cho bà quan? Bên kinh niên của mấy ông, khoản nào ngồi tiền lương chính thức thì mấy ổng giấu không cho vợ biết. Mày còn nhỏ sao mày biết chuyện đó? Kiếp trước tao cũng giấu tiền không cho vợ biết. Xạo vừa thôi để dành cho người khác xạo với. Xuyệt, bả ra hóng gió kìa. Mày định trộm gì vậy nhỏ? Đâu có ạ, con tìm quan. Có một cô gái gửi thư cho quan. Con gái à, thư đâu? Không, cô ấy dặn con phải đưa tận tay quan. Đưa đây. Quan anh hứa cho em cái đồng hồ vàng, sao chưa thấy vậy? Giận à nha. Gừ. Đưa cái đồng hồ đây. Đồng hồ nào? Đừng có qua mặt tôi, đưa ngay. Từ từ tôi đưa, làm gì dữ vậy? Ói ói, tôi đưa rồi mà sao còn đánh tôi? Rồi, bà quan lấy được cái đồng hồ rồi. Thực hiện bước 2. Nói cắt ống đu đủ lại cho tao. Bả ra ngồi một mình. Một là đi đánh bài, hai là đi coi bói. Cho bột gai mắt mèo trộn nhũ vàng vào. Nhắm cho kỹ đấy. Eo ôi cái bụng của mày. Lấy hơi thật nhiều mới thổi được. Phù. Tự dưng sao ngứa quá vậy? Ơ, cái gì đây? Mình có ghét màu vàng à? Ngứa quá, ngứa quá. Bước 3, mày thực hiện, mau. Ông thầy thuốc ơi, có người sắp chết đằng kia kìa.
ông tới đó mau đi. Mình thế chỗ. Nhỏ, thầy đâu? Thầy con đi vắng, sáng mai mới về. Tao bị gì kỳ quá, mày biết không? Ôi, con theo thầy từ nhỏ chưa hề thấy bệnh này. Con nghĩ bà bị ma tà gì quái rối. Bà đi gặp thầy Pháp thì hay hơn. Chuyện bắt ma trị ma là mày mối cho ma, ai cần có ta. Thầy ơi, chết rồi, bà bị nguy to rồi. Thầy cứu tôi đi, bao nhiêu tiền cũng được. Có phải bà đang giữ một báu vật bằng vàng lấy từ mộ của nữ hoàng Ai Cập không? Có một cái nhưng không biết nó ở đâu ra. Tôi đoán ngày chốc, từ giờ tới chiều bà sẽ bị vàng ăn toàn thân, hết ngày là hết sống. Thầy cứu tôi đi. Để ta nói chuyện với nữ hoàng Ai Cập đã. Nữ hoàng Ai Cập là bà nào, ở đâu vậy? Bà là bà nào mình cũng đâu có biết. Nữ hoàng Ai Cập tên thật là Tạ Thị Ai Cập, quê ở Lạng Sơn, chết cách đây hơn 1.000 năm. Nữ hoàng nói bà giữ một báu vật hình tròn to bằng quả quýt, trên mặt có hai cây kim nhỏ, đúng không? Chính xác. Bỏ 5 đồng vào đĩa để ta hối lộ nữ hoàng, xin tha cho bà. Nữ hoàng đang cần tiền làm lộ phí để đi phai phô. Nữ hoàng Ai Cập tha cho bà với điều kiện, bà phải lẳng lặng đem báu vật ấy đi chôn ở một nơi nào đó mà không ai biết. Muốn sống phải làm nhanh đi. Tôi làm ngay. Hề, chạy theo. Tội nghiệp bà Hoàng, béo như ông địa mà chạy như gió. Tôi trả rồi đó, xin nữ hoàng Ai Cập tha cho tôi. Tới đào lên. Lấy lại được rồi. Đi tiếp đi, đừng ở đây lâu. Nữ hoàng Ai Cập là ai vậy Quýnh? Bà bán bún riêu cạnh nhà tao. Xạo, nói cho tao biết đi. Có biết đâu mà nói. Thế sao mày giải thích cho bà Quang ngon ơ vậy? Tao bịa, tao có nghe cha cố kể về một bà nữ hoàng Ai Cập nào đó, nhưng tao chả nhớ gì cả. Cẩn thận tối đa đấy ông, khó khăn lắm mới lấy lại được cái đồng hồ đó, mất lần nữa là thua luôn đấy. Ờ, chú kia định lao xuống vực. Vĩnh biệt trần gian. Ủa, muốn chết cũng khó à. Ai mượn chúng mày cứu tao, để tao chết. Chết mà chưa tới số sẽ không xuống âm phủ được. Chú sẽ thành mà đói, lang thang khắp nơi, thế nào cũng bị bắt vì tội vô gia cư. Hù hù, sao tôi khổ thế này, muốn chết mà cũng không được. Thế này, chú nói cho con nghe lý do chú tự tử, sau đó con sẽ để chú thoải mái lao xuống vực. Tao là một người cha trời đánh, người chồng thánh vật. Tao bán con tao lấy tiền đánh bạc, giờ tao hết tiền mà lại mất con, tao hối hận lắm. Hôm qua đi ngang chỗ tao bán con, thấy người ta hành hạ con nhỏ, tao đứt từng đoạn ruột, hu hu. Thế thì chú lo làm ăn để dành tiền chuộc con chú về. Tao chỉ có nghề đánh bạc, tao thề là bỏ nghề ấy. Mà bỏ nghề ấy tao có biết làm nghề gì nữa đâu mà có tiền chuộc con. Ăn trộm cũng có tiền vậy. Tao ghét phường trộm cướp lắm. Thế nào cũng có cách giải quyết, với điều kiện chú phải sống, chết là hết cách. Thế này, chú đi với tụi con tìm chỗ nghỉ qua đêm, mai tính. Tụi con có tiền. Chú ăn cho no đi, xem chừng đã mấy ngày rồi chú không ăn gì. Ờ, con mời chú ăn sao chú lại khóc? Tao nghĩ tới con tao, chắc giờ này người ta cho nó ăn cơm nguội với cà pháo. Giờ chú khóc cũng vô ích, phải tìm cách giải quyết thôi. Khò. Hai đứa nhỏ, dậy. Chuyện gì vậy ạ? Có phải cái này của hai đứa mày không? Dạ phải ạ. Tao thấy thằng này leo cửa sau ra ngoài. Tao tóm cổ, lục trong người nó. Tao thấy cái này, tao đoán nó lấy của hai đứa. Không phải đâu ạ, con tặng chú ấy đấy. Hả, nó có bị loạn thần kinh không vậy? Ông thả chú ấy ra đi, chú ấy không phải ăn trộm đâu. Xin lỗi vì đã ăn trộm. Con tặng chú giữ đi. Cảm ơn. Dốt như việc.
mày dốt như ngỗng, ngỗng to hơn, dốt nhiều hơn Việt. Trời cho mày giàu, tao tốn công lấy lại cái đồng hồ, mày cho người ta ngon ơ. Từ nào tới giờ nhà tao nghèo, nhưng không chết đói, nghèo mãi cũng chẳng sao. Tao tội nghiệp con nhỏ bị người ta hành hạ, không cầm lòng được. Thôi thì cho chú ấy có cơ hội chuộc nó về. Biết ổng chuộc nó hay là đánh bại tiếp? Chuyện đó là của ổng, tao không giúp, tao sẽ bị lương tâm cắn rứt. Mày xuống, lương tâm của mày cũng xuống, cắn sao được. Mày bất cẩn quá, cắt cái đồng hồ thế nào mà để ổng thấy? Tao có ý nhá cho ổng thấy chứ bộ. Mày cố tình cho ổng ăn trộm? Ừ. Vén tay nghe tao mắng đây. Cứ mắng, tao vui vì việc tao làm mà. Mày là một thằng tốt nhất thế gian, tao phục mày lắm. Dốt như Việt ơi, có người tìm mày nè. Ủa, chuyện gì vậy ạ? Còn đâu còn cái đồng hồ nào nữa mà chú xin? Trả lại cho cậu đây. Gì vậy? Tôi bán cái đồng hồ được 1.000 đồng, tôi chuộc con hết 30 đồng vì ông phú hộ tính tiền lời. Còn lại 970 đồng tôi trả cho cậu. Sao chú không để làm vốn, tìm việc gì đó mà làm? Cậu giúp tôi thế là đủ rồi. Tôi cảm thấy xấu hổ lắm, tôi không dám nhận gì thêm cả. Vậy là ông ta đã hối cải thật, nếu không thì ông ta đem số tiền này nướng vào sòng bạc rồi. Sao hai người cứ đỡ ra như khúc cây vậy, để Quỳnh giải quyết cho. 970 đồng chia 2, mỗi người được 480 đồng, thừa 10 đồng. 10 đồng đó thuộc về người đã có công chia tiền là tôi. Mày cũng cần tiền à? Tao lấy tiền cho nhà thằng Bốn, mẹ nó đang bệnh không có tiền uống thuốc. Tao là người giàu có nhất thế gian, cần gì tiền?